ok xin chào tất cả anh em nha thì hôm nay cái clip này nó hơi đặc biệt một tí nhé anh em mình sẽ không review hay là test chiêu của các uh, trác quỷ này kia nữa mà mình sẽ khoe tất cả các cây kiếm mà hiện tại mình đang sở hữu rồi nhé anh em thì hiện tại trong rương mình sở hữu cũng hầu hầu như gần hết tất cả các loại kiếm mà hiện tại bây giờ uh, anh em uh, hay cần săn đón như uh, triple katana hay là kiếm của mắt yêu hâu hay là mấy cái kiếm uh, đánh bót hay là kiếm mua ở đảo tân thủ năm nghìn mười ngàn gì đó đó nhưng như hầu hết là mình có gần hết rồi mục đích mình làm clip này chủ yếu là mình khoe kiếm này kia rồi xong rồi chắc mình sẽ đổi về uh, điểm súng để mình farm điểm súng một tí nhé anh em tại vì mình cũng đã mua súng và đánh bót kiếm được vài cây súng và nó cũng hay ho với lại mình sẽ luyện cái bình xịt thuốc đầy của mình lên đây bây giờ mình sẽ đến với cây kiếm đầu tiên nhé anh em đây cây gì nó nằm đầu tiên thì mình sẽ lấy ra trước này là súng rồi đây mình đến với cây bisento nhé anh em bisento này là bisento vision 2 nhé anh em thì mình cũng đã farm nó full chiêu các kiểu hết rồi đó này ờ, là bisento vision 2 đây mình sẽ tắt hai cây cho anh em xem đó Xong mình không quay đó bi sinh tô hai đây là cây đầu tiên của mình là lúc trước là mình farm đủ tiền là mình mua cây này đầu tiên và mình có vài cây cũng khá là hầm hố đấy đây cái cây mà lúc mình mới vào game mình mua thôi nhưng mà sẽ đến từ trên xuống dưới đi tí nữa tới thì mình sẽ cho anh em xem cây này cái này black đây là cái gì vậy bà lách này là cái gì à, bà lách này là chắc là cái kiến hay cái gì đó mình không biết đây là cái áo đây cái này cũng là cái áo luôn à, à sao nó không cho mình lấy ra không biết nữa anh em à áo này là cái cái kiến hay là gì nè đây cây kia cây kiếm cây kiếm đầu tiên mình mua luôn á anh em cái kiếm đầu tiên của mình mua luôn cái này bán ở đảo Tân Thủ nhá đạo tân thủ cấp 1 ấy <laughs> nhớ không là nhớ không nhầm là hình như là năm ngàn không bao nhiêu lâu lắm rồi mình không nhớ nữa cũng lâu lắm rồi cây này mua mua cực kỳ lâu luôn rồi đó Đó 400 máu chém được 400 máu đó nhiều bạn nhiều khi chắc không có cái cây này luôn á thấy mình chắc cũng phải quay về bên kia mua á chứ chắc nghĩ mấy bạn cũng không có ai mua cái cái kiếm này đâu đó còn một cây nữa một cây nữa cũng ngầu lắm rồi cắt cái này vào cái này mà nói chung cái rương kiếm mình giờ hiện tại nó cũng khá là nhiều rồi Đã, cắt vô cu lá đâu cái này là cái uh, Cây... Uh, kiếm rau đen rồi giờ làm cái kiếm uh, mất nhiều hao rồi vô Đấy, này vô v hai nhé em cái này được, mình cũng có thể năng được v hai á v hai thì chiêu nó sẽ to hơn đây chiêu ít nó sẽ to hơn đó lượng đam nó thì cũng khá là kinh khủng một ngàn một ngàn mốt hết thứ tư thì nó sẽ lên máu nhé hết thứ tư thì nó sẽ tăng đam đó cái này là mình được người ta tặng à, nhân dịp mình 10 ca sub mình cũng uh, chả có mua bao nhiêu đó để coi mình coi còn cái gì đây cái này ngày hôm qua là mình mới vừa mua à, nó bán cùng với cây bb sento cái này là con con quái ở băng Haza nó cầm nè anh em. Anh em để ý một tí thì sẽ thấy. Con quái ở đậu mới á. À, bà bật cây lên mới chém trúng một con này được. Đó. Cái này thì à, bán bên à, cái đậu à, cái con boss bên băng Haza nó cầm á, chứ không phải là bán. Anh em à, có thể qua bản xem thử. Đó, cái kiếm hai lưỡi. Cái này xài không khéo là rất quần á, đồ. <laughs> Hai lưỡi. Ừ, cái cây, cây này thì cũng bình thường. Đây, cắt vào. Hình như là mình họ xử sử, sử hữu hình như là cũng gần hết cái cái loại kiếm rồi đó, đó. Nè cái này thì cây gậy. Cây gậy thì không tính đi, đây. Cái này cũng là một cây cây cây, uh, cây kiếm luôn, cây kiếm không có lưỡi, mình cũng đã review và test chiêu này nọ cho anh em xem rồi. Đây là cây kiếm gọi thiên thạch nha anh em cái kiếm gọi thiên thạch của ông uh... ông người ta ông hậu Tiếp, quên tên lắm rồi chỉ nhớ biệt danh của ổng thôi cái này mình cái này mình không bật hai cây chém dẫn chúng nè anh em ồ oh. mình không bật hai cây chém dẫn chúng con quái này nhá này anh em anh em xem nhá mình không bật hai cây chém dẫn chúng quái này này Ủa sao nãy mà chém trúng giờ lại chém không trúng game lỗi vậy Mình cứ tính là cây này nó có đầy đặc biệt mà không bằng hai cây chém những trúng chứ Ra nó cũng thế à anh em à Cái game này á, thì mình cũng đã nói rồi Mỗi cây kiếm mà của mỗi nhân vật nào xài nó sẽ tương ứng với cái trái ác quỷ người đó sử dụng Như cây này hoặc là cái cây khói của ông Smoker Bên đây hình như là nó không có bán cái cây 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 gậy của Sabo. Đúng rồi, hình như là không có cây gậy của Sabo anh em ạ. À. Đây. Đây là cây gậy. Lắc 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 anh em ạ, à. mình thấy không ra. Hả? À, rồi đây. Nó đang bị lắc, đây bị, bị lắc tí anh em ạ. À. 3.000 bên cơ 3.000 bên, anh em không cảm nhé. Lần này thì anh em chắc cũng có nghe tin là Đức cấp quan rồi đúng không? Đức cấp biển thì chịu hơn em ạ à. nó sẽ khá là lắc hiện tại sẽ sắp tới anh em mà chơi game nó sẽ lắc kinh khủng luôn tại vì cái game này nó máy chủ nó là ở nước ngoài nó nghĩ là vậy à cầm cái gậy mà nó không ra luôn á cái này thì mình cũng đã full chiêu cũng đã review cho anh em xem rồi nó chỉ đánh ra khói thôi đam cao lắm nha cái này đam cao cái này uh, nếu mà đánh nhau á uh, khó chịu lắm nếu anh em xài xài một điểm kiếm á uh, mà kết hợp với uh, mele với trái quỷ cái cây này có thể xịt xịt làm mù đối phương nha mù trắng sáng màn hình luôn không thấy cái gì luôn mình đã thử rồi mù trắng sáng màn hình luôn chứ không phải là kiểu như mà mù mà còn thấy mờ mờ nó trắng cả màn hình luôn nó trắng sáng màn hình luôn Đấy đây là cây gậy của ông Samoke Zizite Cây lại cái này làm bằng đá biển nha anh em cái này trong phim nó làm bằng đá biển ngoài này thì mình không biết đây 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 là cây katana huyền thoại của mình đây <laughs> cây katana này cũng mua ở đảo tân hậu luôn <laughs> chỉ có 7 điểm mastery thôi để mình ra mình chém con quái cho nó lên uh, để full uh, full sà chiêu chém con quái được 400 máu hết thứ ba được 500 <laughs> đây lại đây lắc quá bất lắc cay rồi chạy đi đâu lắc quá anh em ạ à. anh em thông cảm với mình nha tại vì à, do mạng rồi tại bây giờ thì mình cũng không biết làm sao đánh con quái nửa tiếng đồng hồ đó full điểm uh, full chiêu full chiêu chứ không phải là full điểm đó. lắc quá anh em à bốn ngàn bên rồi để coi trong rương mình còn cái gì không mình hầu như mà mình có gần đủ hết rồi mọi người ạ à. đây mình sẽ cắt cây tagatana vào đây đây là cây kiếm mới của update 10 Coco Kiếm của Lo nha anh em Kiếm này đam cực kỳ to luôn Sao mình không cắt cái cây này vô được ta Đó Cắt nó vào Coco Đây là cây Coco vũ khí mới của update uh, 10 Đam cực kỳ khủng Cây này đam cực kỳ khủng luôn nhé mọi người đam toàn hai ngàn hai ngàn mấy gần 3 ngàn không cái này nói chung về đam bọng thì nó là đó là cực kỳ khủng đối với cây kia một đối với một thanh kiếm nó với cây uh, cây cái gì ta cây xui xui cây xui xui đúng rồi cây xui xui thì mình không biết cây nào đam to hơn xui xui cũng là một loại đơn kiếm đam rất to luôn từ từ lúc mà cây xưa, từ lúc mà cái cây này ra mình không biết có xóa ngôi cây xưa xui ở cái ở dạng đam to không thì mình không biết mình chưa thấy mình chưa test thử bao giờ đấy bây giờ mình sẽ lấy một cây khác ra nữa các cây coco vào cây này thì là cây cây kiếm của thằng thằng ở trên cái đảo trên cái chỗ này nè trên cái chỗ đồi hoa hướng dương đó cái này hiện tại chưa có một điểm mastery nào luôn Nó nhìn giống như cái, cái kiếm Cái kiếm Cái, cái, đỏ kiếm á anh em Anh em chắc không biết cái kêu gọi là cây đỏ kiếm đâu Đấy Để mình cho nó hết cái này đi Quánh một con được 40 điểm mastery Cái này chắc mình nghĩ mình sẽ farm sau bây giờ thì uh, chủ yếu là mình cho anh em xem điểm uh, xem tất cả các loại kiếm mình có thôi rồi bây giờ sẽ là cây tiếp theo nhá hầu hết là <laughs> có gần hết rồi đây là cây áo của thằng ấy đây là cái gì ta à cái này là cây gậy của chúa trời mình cũng đã test chiêu và review cho anh em xem hết rồi cái cây gậy này là một thầy là mình đánh không ra đánh biết bao nhiêu con nhưng mà nó vẫn không ra anh em ạ đến khi mãi đến bên đây mà mình có khả năng tự solo với được con uh, uh, chúa trời Enen uh, thì mình mới gì? thằng đó tên gì mình quên mất tiêu rồi mình mới quay về mình uh, đánh solo với nó đây là một vũ khí uh, nó có thể ngang với cái kiến của con Doflamingo uh, nhé anh em màu màu tím tím hồng tím hồng nhẹ đây nói chung là mình sẽ lướt qua nhanh thôi mấy cái có cái cây nào lạ thì mình sẽ lấy ra đây là gun súng súng này là cây saber thì anh em biết rồi saber v2 đây là cây đi đây là cây gì đây à đây là cây alon alo thì cũng đã full chiêu Alon đó chỉ có vài cái kiếm lạ lạ thôi nhưng mà sadi xui xui uh, Wado thì mấy bạn ở bên đây chắc cũng đã biết hết rồi nó chỉ có mình chỉ là đây triple katana cho anh em coi về cây lạ thôi qua đô qua xui là cái cây gì đây à cái cây này là thằng ở cái đảo nhà tù bên đảo đảo nhà tù bên đảo cũ nhé anh em cái thằng đứng ở ngoài á xong rồi mới tới uh, thằng uh, mới tới cái thằng uh, đô phi đứng ở trong mình hay quên tên nó lắm anh em ạ à. mình hay quên tên nhân vật lắm đó anh em nhìn cây kiếm nó dài kinh khủng khiếp không có già tới háng luôn á. <laughs> Đây, cắt vào nha. Để mình coi mình thôi, hết rồi anh em à. Đó, kiếm hình như là hầu hết là mình cũng có đầy đủ hết rồi. Coi anh em coi mình thiếu cây nào thì hãy comment bên dưới để mình biết để mình kia mình tìm cách mình lấy hay là mình mua với anh em. Thì thôi, cũng cảm ơn anh em đã bỏ một chút thời gian để xem clip của mình nhé Hẹn anh em ở những clip sau. Bye bye.